Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Ngoài ra bây giờ cho Nguyên cập nhật vấn đề của con tin. Vấn đề con tin là vấn đề khá là nhức nhối và tình hình thì con tin thì càng ngày nó càng xấu. Các quý vị cứ hình dung đi. Do Thái tấn công Hamas càng nhiều thì tính mạng con tin sẽ càng bị đe dọa. Chắc là cái điều này Nguyên không cần phải giải thích thì các quý vị cũng hiểu. Lúc nào cũng vậy. Hiện bây giờ những người đang giữ con tin mà họ bị tấn công thì tính mạng của con tin đã bị đe dọa. Ngoài ra cái báo cáo của lực lượng Hamas ngày hôm nay là đã có một cái số lượng con tin là 9 người đã thiệt mạng do bom đạn của Do Thái đã làm ở tại nơi mà kêu là tị nạn dân cư ở. Ngoài cái điều đó thì ngày hôm qua có một người mang hai quốc tịch, đó là Đức và Do Thái, một người phụ nữ trẻ tuổi cũng đã bị tử vong. Thì chúng ta thấy rõ được là tính mạng con tin đang bị đe dọa. Mà theo cái đường lối chính trị của ngoại giao của Do Thái thì họ nói thực tế là người nói có nghe ha, họ không bận tâm lắm. Tuy rằng miệng thì họ nói bận tâm, nhưng họ không muốn trao đổi con tin và không muốn thỏa thuận với lực lượng Hamas. Họ không muốn thỏa thuận vì họ cho là họ không bao giờ thỏa thuận với khủng bố. Họ sẽ giải cứu con tin bằng biện pháp của mình, nhưng họ sẽ không cúi đầu với những cái yêu sách mà lực lượng khủng bố đặt cho họ. Nên họ chết sống gì họ cũng phản đối cái đường lối đó hết. Nên là phía bên Do Thái, chính phủ của Do Thái đã gặp rất là nhiều những sự khó khăn. Mà đặc biệt là người dân Do Thái nha, người ta rất là không hài lòng với cái cách cư xử của ông Netanyahu, đó là thủ tướng của Do Thái, là quá cứng rắn. Khi lúc đó gia đình của người ta, con của người ta, chồng của người ta đang bị bắt làm con tin. Mà ông ta coi, ông đối với người ta là ông ta không bận tâm với tính mạng những người này. Nên là người dân Do Thái khá là bất mãn. Những người mà có hai quốc tịch, có nghĩa là họ là người Do Thái mà có quốc tịch này, quốc tịch kia, thì họ bây giờ là họ quay trở về cái đất nước thứ ba. Thí dụ là Pháp. Ngày hôm nay thì những người mà mang quốc tịch Do Thái mà mang quốc tịch Pháp, họ cầu cứu chính phủ Pháp và họ đã gặp ở tại quốc hội của đất nước Pháp và kêu gọi đất nước Pháp hãy cố gắng giải cứu, vì người này cũng là công nhân Pháp. Họ không phải chỉ là người Do Thái không mà họ còn là công nhân Pháp. Nên là quốc hội đã tiếp đón những người này và chính phủ Pháp đã có sự cam kết là sẽ cố gắng tối đa giải cứu những con tin mang dù là hai quốc tịch, dù là quốc tịch Pháp nhưng gốc là người Do Thái, thì họ cũng sẽ nỗ lực tối đa để mà giải cứu. Và không phải chỉ có Pháp và nhiều quốc gia khác đều làm tương tự như vậy. Sau khi những gia đình của nạn nhân đã đi cầu cứu, họ không cầu cứu Do Thái nữa vì họ thấy là cầu cứu Do Thái nó không có kết quả. Cầu cứu Do Thái thì thấy Do Thái cần tiếp tục tấn công càng nhiều lực lượng Hamas, họ thấy là cái kết quả thành công nó không đạt được, nên họ đã đi cầu cứu những quốc gia khác. Thì sau cái sự cầu cứu của họ với cái sự ngoại giao của nhiều quốc gia trên thế giới thì đã có một cái dấu hiệu khá tốt, tích cực, đó là lực lượng Hamas đã cam kết từng tới họ sẽ thả một nhóm người nước ngoài, không phải là người Do Thái. Họ sẽ nói là chúng tôi sẽ thả một nhóm người nước ngoài, không biết là nước nào thì chúng ta chưa được nêu rõ, số lượng là bao nhiêu chúng ta cũng không biết, dưới tuổi chúng ta cũng không rõ, vì tuổi mà nó có nhiều tuổi lắm, trong trọng có người lớn, người trẻ, phụ nữ, đàn ông thì chúng ta không rõ. Nhưng mà theo cái sự nỗ lực mà họ đi ngoại giao qua những cái quốc gia Pháp, Đức, Anh, Quốc, Mỹ vân vân và nhiều quốc gia khác, thì không biết cái sự thỏa thuận qua những cái đường dây ngoại giao đó, đường dây Thổ Nhĩ Kỳ, đường dây Qatar hay là đường dây nào thì Nguyên không rõ hơn nữa, thì phía bên lực lượng của Hamas đã cam kết rằng là từng tới họ sẽ thả ra một nhóm người theo nhu cầu của những quốc gia đã đề nghị. Thì chắc chắn là có sự trao đổi nào đó, chứ không bao giờ thả không. Chắc chắn là có một cái sự trao đổi nào đó để mà thỏa thuận lại với lực lượng Hamas, thì lực lượng Hamas mới thả người. Thì đây là cái ngoại giao nỗ lực của những quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Họ đang cố gắng tối đa để giải cứu con tin. Và đây là cái thành công nhỏ. Mà lực lượng Hamas có giữ lời hay không còn là một chuyện khác. Các bác đừng nói với Nguyên, trời ơi, tụi Hamas nó nói chơi thôi con ơi.
Nguyên không thể biết cái điều đó được. Nên là Hamas kêu là từng tới, mà từng tới họ có giữ lời, họ thả con tin hay không, từng tới họ có thất thủ hay không, từng tới tình hình biến cố nó như thế nào thì không ai đoán được. Chúng ta phải đi theo dõi từng phút, từng giây, từng giờ. Chứ chúng ta nói bây giờ mà chúng ta biết được thì không, Nguyên bảo đảm là không có một nhà tiên tri nào dám bảo đảm điều đó hết. Nên là Nguyên không biết được là từng tới lực lượng Hamas có cam kết giữ lời hứa những cái gì mà họ đã nói hay không. Đó là bản tin liên quan đến con tin, cho các quý vị biết là nếu mà gia đình của mình, các vị đặt đi, đặt vị trí gia đình của mình đi, bị bắt làm con tin thì mình lo cỡ nào, mình lo cỡ nào, nên là mình cũng phải hiểu được cái bối cảnh và cái thông cảm cho những người, người ta chỉ có, người ta bận, vì người dân thường mà, người ta không bận tâm về chính trị, người ta chỉ có bận tâm gia đình, con tin đang bị bắt, cha mẹ anh em của người ta đang bị nguy hiểm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của con tin. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật liên quan vấn đề giải cứu. Liên quan đến vấn đề giải cứu thì thực tế thì Do Thái đã gặp những sự chỉ trích rất là lớn của Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt là ông Tổng Thư Ký, ông Antonio Guterres. Ông đã lên án rất là nhiều. Đặc biệt là ông nói là thứ nhất là ngoài cái vấn đề mà lực lượng của Liên Hiệp Quốc đã tử vong, thì những cái hành động gần đây của Do Thái đã làm cho người dân thường thiệt mạng quá nhiều. Ông mới nhắc lại là con số hiện bây giờ đó là 8.500 người, trong đó có 2.300 là trẻ em. Và ông ta nói một cái câu khá nặng: Gaza trở thành cái nghĩa địa của người dân thường. Một cái câu mà ông ta ám chỉ cho Do Thái khá là gay gắt. Ông ta nói là tôi đã kêu gọi rất là nhiều lần tạm thời ngừng bắn để chúng ta tìm một biện pháp giải quyết cho cái tình hình của người dân thường trước khi các quý vị tiếp tục giao tranh. Tôi không phản bác cái vấn đề mà phản công của Do Thái. Tôi cho rằng Do Thái có quyền, nhưng Do Thái phải biết được là tính mạng của người dân đang bị nguy hiểm mỗi ngày và tình hình rất là xấu trong những ngày gần đây. Ông ta vừa nêu lên ngày hôm nay đây là một cái nơi dân cư, một cái nơi dân cư tị nạn, và sự tấn công của Do Thái đã làm một số lượng người dân thường đã thiệt mạng. Thì các vị cũng biết là lực lượng Hamas nó trà trộn với dân thường. Đó là cái chiêu của họ. Cái chiêu này là cái chiêu mà kêu là cái chiêu du kích. Cái chiêu mà ngày xưa mà mấy ông bộ đội, ổng bên Việt Nam á, chuyên gia đó, ban ngày là trà trộn với dân, ban đêm thì cầm súng đó. Thì như vậy đó, làm sao không chết dân được. Thì ông Liên Hiệp Quốc, ông nói là tôi đã nỗ lực và tôi đã kêu gọi cả hai bên là hãy nên tạm thời ngừng bắn để cho chúng tôi có thể làm được cái trách nhiệm bổn phận của mình để giải cứu dân. Nhưng các ông không bao giờ để ý những lời tôi nói và tôi vô cùng thất vọng. Thì đây là lời chỉ trích khá là nặng nề của ông Tổng Thư Ký của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra thì phía bên tòa án của quốc tế đã nêu lên những tội phạm chiến tranh của hai bên luôn, trong đó có lực lượng Hamas và lực lượng Israel. Trong đó khi họ nêu lên vấn đề là chính phóng viên báo chí đã thiệt mạng qua bản tin của tờ báo Không Biên Giới, đã cho biết là những cái phóng viên độc lập của chúng tôi nỗ lực để đem những cái nguồn tin xác thực, tin lẻ, tin nóng, nhưng chúng tôi đã bị trở thành tầm nhắm và những hành động cụ thể là cố tình nhắm vào chúng tôi. Tổng cộng số lượng cho biết là hiện bây giờ có 9 nhà báo Palestine đã thiệt mạng và một nhà báo Do Thái là thiệt mạng. Và đây là trong những cái hồ sơ là cố tình chứ không phải là bom đạn vô tình. Họ kêu là cố tình và đây là tội ác chiến tranh. Và chúng tôi sẽ nộp cái hồ sơ này lên tòa án quốc tế để mà khiển trách. Thì đây là các quý vị cũng biết là cái này Nguyên nói rồi, tình hình nó sẽ rất là xấu trong những ngày kế tiếp về vấn đề duy lận của xã hội. Khi biến cố và tình hình nó bắt đầu, số mạng người dân thường mà nó tử vong càng ngày càng nhiều, thì nó sẽ gặp những cái sự khó khăn rất là nhiều trong cái cuộc tấn công giữa Hamas và Do Thái. Ngoài cái vấn đề đó thì vấn đề giải cứu cụ thể thì nó vẫn là cái vấn đề không giải quyết được. Số lượng xe qua biên giới mỗi ngày nó quá ít ỏi, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Phía bên Hội Thập Đỏ, phía viên tổ chức về trẻ em, họ quá nhức đầu, họ nói là tôi rất là thất vọng. Chưa bao giờ có một cái cuộc chiến nào mà chúng tôi phải gặp những cái sự khó khăn giải cứu đến mức độ như vậy. Khi lúc đó cái hàng rào biên giới nó chỉ có chút xíu thôi.
chỉ có một cái cánh cửa thôi mà chúng tôi qua một cái điều nó vô cùng khó khăn. Hiện bây giờ trung bình mỗi ngày qua có khoảng tầm 50-60 chiếc xe là cái số tối đa mỗi ngày. Khi lúc đó cái nhu cầu mà xe vận tải để mà có thể cung cấp lương thực, nước uống, thiết bị y tế vân vân và vân vân, ít nhất là từ 200 chiếc trở lên. 200 chiếc trở lên. Nhưng mà một ngày thì cứ được nhiều khi bữa 50, nhiều bữa 70, nhiều bữa 80, nhiều bữa có 30. Không có cái bữa nào mà nó giống như bữa nào hết. Nên là vấn đề giải cứu nó vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn là hỗn loạn, không có giải quyết được ổn thỏa cho người dân tị nạn. Không cách nào giải cứu một cách tốt đẹp hết. Không cách nào tốt đẹp. Nói chung chung một cái bức tranh về thiện nguyện đang rất là tồi tệ. Nói chung chung là như vậy. Một bức tranh thiện nguyện đang khá là tồi tệ, khá là hỗn loạn và thiếu thiết bị. Và bởi vì đơn giản là biên giới làm khó dễ cả hai bên, cho Nguyên nhắc lại, cả hai bên. Đầu tiên là họ phải đăng ký ship hàng ở cửa khẩu Egypt. Họ phải thông qua một cái cửa khẩu kiểm tra của bên phía bên Egypt. Sau bước qua bên kia thì vẫn chưa vào được. Qua bên kia là phía bên Do Thái. Do Thái phải kiểm tra giấy tờ rồi phải xét, phải khám đủ thứ cả. Vì sợ là gửi vũ khí, gửi cái gì đó trong chiếc xe. Nên là phải móc ra khám xét rồi coi tỉ mỉ rồi ấp ấp. Cái thời gian làm việc như vậy mà rất là nhỏ giọt mà có một cái cửa khẩu thôi. Nên là cứ như vậy đó, một chiếc xe là mất bao nhiêu thời gian. Thì một ngày làm bao nhiêu tiếng thì nghỉ. Nghỉ. Thì xe tải thì nằm y ở trên đường đó nhưng mà đi không được. Đi không được. Thì đây cũng không phải là mấy ngày mới, đó là nhiều ngày vừa qua nó là gặp những cái trường hợp đó rồi. Nên là tình hình khá xấu về nhiều mặt. Về mặt chiến sự thì càng ngày càng phức tạp. Về mặt ngoại giao thì càng ngày càng bế tắc. Về mặt giải cứu nhân đạo thì càng ngày càng không xong. Nên là Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, sẽ quay trở lại Do Thái vào bữa thứ sáu. Vào bữa thứ sáu sẽ quay trở lại Do Thái để ngồi lại với Do Thái để giải quyết những cái này không thể tiếp tục nữa. Vì Mỹ biết là nếu tiếp tục thì cái sự ủng hộ của Mỹ với Do Thái cũng sẽ gặp những sự khó khăn. Cái điều này là chắc. Hiện bây giờ tại Mỹ thì các vị cũng biết là vừa qua cái sự mà lên tiếng của ông Blinken, ông Lloyd Austin để ủng hộ Do Thái đã bị gặp những cái sự biểu tình khá là dữ dội. Và tình hình nó rất là phức tạp. Nên là nếu mà cái tình trạng vẫn tiếp tục xấu và nhiều mặt như vậy thì chính bản thân của Mỹ cũng khó khăn để mà tiếp tục yểm trợ cho Do Thái và đồng ý với quan điểm của Do Thái. Nên là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ thứ sáu này sẽ quay trở lại để mà giải quyết cái mâu thuẫn và giảm tìm một biện pháp nào nó tốt hơn để cho lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục có thể đi sâu vào trong mà giảm bớt đi tính mạng của con người, hay là về vấn đề ngoại giao và giải cứu sẽ có những biện pháp tốt hơn. Nên Mỹ sẽ cố gắng tối đa để làm được việc này. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em một cái sự quyết định chiều ngày hôm qua của Chánh phủ Na Uy. Chánh phủ Na Uy đã công bố chính thức đóng hoàn toàn biên giới với Nga. Tất cả xe cộ, tất cả cái gì của Nga ở biên giới hoàn toàn đóng hết. Có nghĩa là chúng ta đã thấy rõ được là những cái quốc gia ở tại Bắc Âu biên giới cắt đứt ban giao biên giới với Nga, hoàn toàn cắt đứt hết. Lý do thì cũng giống như là bởi vì cái sự xâm lược của Nga vào lãnh thổ của Ukraine đã dẫn đến cái vấn đề phẫn nộ của những quốc gia Bắc Âu. Và Bắc Âu cho rằng là tình hình biên giới nó không còn được bảo đảm với cái tình hình căng thẳng ngày hôm nay. Tuy rằng mở biên giới thì chúng ta có lưu thông hàng hóa, có nên các anh Nga có thể bán hàng hóa cho Na Uy, Na Uy có thể bán hàng hóa cho Nga thì qua giao thương mại với nhau, nhưng bây giờ là cắt đứt hoàn toàn. Và tất cả những quốc gia Bắc Âu, trong đó cứ những quốc gia mà có biên giới đều cắt đứt hết. Cả luôn những quốc gia giống như là Litva, Estonia, Lestonia, Ba Lan, Na Uy, Phần Lan cắt đứt biên giới hết. Và chính thức ngày hôm qua Chánh phủ Na Uy đã công bố biên giới đóng hoàn toàn với Nga. Có nghĩa là không có qua lại gì hết, không có người nào đi qua, không có thăm bà con dòng họ gì hết, cũng không có đi buôn bán gì hết, không đi gì hết. Bây giờ là biên giới đóng, một con gùi cũng không cho qua, cũng giống như là bắt đầu bước vào một cái cuộc chiến tranh lạnh. Có thể là chính phủ của Na Uy đang cho rằng là cái tình hình an ninh quốc gia đang
khủng hoảng và đang cần phải bảo vệ chặt chẽ biên giới, sợ trà trộn khủng bố, sợ nhiều thứ. Nên là Na Uy đã siết chặt biên giới của mình với Nga và đã cấm hoàn toàn sự bang giao của hai quốc gia. Thì sẽ làm tác động khá lớn cho Nga về vấn đề kinh tế. Nên là Quy không biết là cái phản ứng của Nga như thế nào của ngày hôm nay khi cái biên giới đã đóng, khi lúc đó có nhiều biên giới đã đóng với Nga. Chứ không phải chỉ có là Na Uy không. Nhiều biên giới, cặp biên giới với Nga đã đóng. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt mà chúng ta thấy Na Uy bắt đầu mạnh tay hơn, bắt đầu siết chặt hơn, bắt đầu tỏ vẻ cái hành động chống đối Nga nhiều hơn nữa. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Na Uy mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ một bản tin mà mấy ngày hôm nay người ta chia sẻ khá nhiều, đó là bầu cử ở tại Slovakia mà Nguyên mạng phép, tại vì Nguyên thấy cái bản tin này phải cần giải thích. Nó cũng giống như cái bài bình luận của Nguyên là thắng bại của Ukraine và Nga nằm trong lòng dân. Thì tại sao cái vấn đề bầu cử ở tại Slovakia làm cho người ta chú ý và người ta nêu lên rất là nhiều, mà tại sao nó liên quan đến định mệnh của Ukraine? Thì các quý vị cũng biết là năm 2024 thì chúng ta có rất là nhiều quốc gia trên thế giới bầu cử, nhiều lắm. Nguyên nêu lên không hết, nó nhiều đến mức độ như vậy. Đúng ra là năm 2024 thì Nga cũng có bầu cử, nhưng hình như là không có, năm nay là không có. Nga có thể là không bầu cử năm 2024. Thì có nhiều quốc gia bầu cử. Thì Slovakia tại sao người ta nêu lên? Vì trong thời gian vừa qua thì Slovakia cũng viện trợ khá nhiều, đặc biệt là cả luôn Ukraine mua vũ khí của Slovakia, đặc biệt là vũ khí cũ, thời Liên Xô cũ. Và Slovakia cũng cam kết hỗ trợ những loại xe tăng cũ mà Slovakia đang sở hữu, xe tăng và trực thăng cũ đang sở hữu để cung cấp cho Ukraine. Thì hiện bây giờ ở tại bầu cử Slovakia nó có nhiều đảng. Đất nước tự do chúng ta có nhiều đảng, mà mỗi đảng thì đều có những cái đường lối chính trị khác biệt. Có đảng thì ủng hộ Ukraine, có đảng thì không ủng hộ Ukraine. Nếu cái đảng mà không ủng hộ Ukraine thì khi họ lên họ nắm quyền thì họ sẽ không hỗ trợ Ukraine nhiều nữa. Lý do họ không hỗ trợ Ukraine là do lòng dân, là lo lòng dân. Vì người dân họ lo kinh tế chứ họ không lo chiến tranh. Họ cho rằng là Ukraine không phải đất nước của tôi, chúng tôi đã giúp đủ rồi, chúng tôi không phải giúp mãi mãi được. Chính phủ hãy lo chúng tôi, lo dân tôi, chứ đừng lo dân Ukraine. Thì cái điều này nó cũng không có cái gì sai trái hết. Nên là bởi vì những ông chính trị gia muốn làm hài lòng dân, thì ổng sẽ hạn chế cái sự cung cấp cho Ukraine. Nên là cái vấn đề bầu cử ở tại Slovakia được nêu lên rất là dữ dội, cũng giống như bầu cử tại Mỹ. Thế bây giờ bầu cử tại Mỹ, nếu mà đảng Cộng Hòa thắng đợt này, do cựu Tổng thống Donald Trump thắng hay là do ai thắng đó, thì cái đường lối chính trị dưới Ukraine nó sẽ cũng giúp đỡ, nhưng cái gói trợ cấp nó sẽ ít hơn, nó sẽ hạn chế hơn. Nó sẽ hạn chế hơn. Thì nó cũng tác động và ảnh hưởng đến Ukraine. Nên tại sao Nguyên nói thắng bại của Ukraine, của Nga hay là của Ukraine, đều nằm trong lòng dân hết. Ukraine phải thuyết phục được dân ở toàn cầu hy sinh để cái lý tưởng tự do thì Ukraine sẽ thắng. Nếu Ukraine không thuyết phục được và cái thời gian kéo dài, nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới sụp đổ và người dân họ không bận tâm đến vấn đề lý tưởng mà họ chỉ bận tâm về cái bao tử của họ, thì họ sẽ thúc đẩy chính phủ không hỗ trợ cho Ukraine nữa. Và Nguyên nói chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Mấy bác Cộng sản thì lúc nào cũng cho là thắng Mỹ, nhưng không. Mấy bác chỉ có thắng ở trên mặt là dân, lòng dân dân. Cái thời chiến tranh Việt Nam, Bắc Nam thì người ta biểu tình quá trời, nó đã làm áp lực cho chính phủ Mỹ, và chính phủ Mỹ bắt buộc phải rời khỏi miền Nam Việt Nam là như vậy. Do sự áp buộc của người dân Mỹ ở trong đất nước và những người dân ở toàn cầu, bởi vì sự áp lực đó nó đã dẫn đến những nhà chính trị gia họ đã quyết định để lấy lá phiếu lòng dân, thì họ đã đứng về những gì mà dân nhu cầu. Thì đây là một cái chúng ta thấy rõ được là cái tình hình Slovakia nó cũng giống như tình hình của Hoa Kỳ. Mà tình hình của Hoa Kỳ thì nó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Slovakia. Vì Hoa Kỳ là cái quốc gia hỗ trợ hàng đầu cho Ukraine. Nên cái đường lối chính trị của Mỹ mà nó có thể đi sai một chút xíu thì nó sẽ tổn hại cho Ukraine rất là nhiều. Đặc biệt là giữa hai đảng bây giờ vẫn còn tranh cãi. Các vị có biết là Tổng thống Joe gần đây đã đưa ra cái gói trợ cấp bổ sung 24 tỷ Mỹ Kim. 24 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà hiện bây giờ đâu có bỏ được. Chính 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 phủ Joe hiện bây giờ còn sắp sửa phá sản.
Thì tiền đâu mà chi ra 24 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine? Đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề nguyên, đó là rất là nhức nhối cho Ukraine. Và cái điều mà Ukraine phải làm sao thuyết phục được lòng dân. Trung Nguyên nói, Nguyên không chỉ trích ai cả. Ai cũng có một cái nhìn riêng biệt hết. Ai cũng có cái sự quyết định riêng biệt. Ai cũng có một cái nhận định riêng biệt. Và ai cũng có sự ưu tiên. Nên là cái người mà họ đang đứng về phía cái quyền lợi của đất nước của họ thì cũng chẳng gì sai. Chẳng cái gì sai. Nên tại sao á, Nguyên đừng có trách người khác. Đừng có trách người ta rằng là tại sao đất nước đó họ bỏ tôi, họ phản bội tôi. Không phải. Mấy ông chánh trị gia ổng không phản bội các như vậy. Nhưng ổng không có đường lựa chọn. Vì lòng dân của ổng hướng về phía nào. Vì nếu mà bây giờ mấy ổng vẫn giúp đỡ Ukraine mà lòng dân không có thì mấy ổng sẽ mất chức. Dân không bỏ phiếu cho ổng nữa. Ổng sẽ mất chức. Nên muốn được giữ được cái chức vụ của mình, mấy ổng phải đi theo cái nguyện ý của người dân. Thì ở Mỹ bây giờ cái lá phiếu nó là như vậy. Hiện bây giờ giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đã dùng cái lá bài Ukraine trở thành cái tâm điểm bỏ phiếu. Bây giờ chúng ta làm một cái khảo sát nhỏ nhỏ. Bữa nay thứ Bảy chúng ta có 11.000 người đang xem, là một con số cũng khá là khích lệ. Mà Nguyên muốn làm một cái khảo sát nhỏ nhỏ cho mấy bác ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta mấy người ở Việt Nam, ở tại châu Âu hay những cái quốc gia khác, chúng ta không cần phải làm cái khảo sát này. Chỉ dành đặc biệt cho mấy bạn ở Mỹ thôi, mấy cô chú của anh chị em ở Mỹ. Bây giờ các quý vị cũng biết á, người Việt Nam chúng ta đó phần lớn là ủng hộ đảng Cộng Hòa nhiều hơn đảng Dân Chủ ở tại Mỹ. Cái đó là Nguyên thấy, đặc biệt là trong diễn đàn của Nguyên. Chúng ta ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, không ủng hộ Joe Biden, đúng không? Nhưng chúng ta đều biết là cái đường lối chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump về vấn đề hỗ trợ cho Ukraine nó rất là hạn hẹp. Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn hỗ trợ, nhưng nó có một cái giới hạn mà cựu Tổng thống Donald Trump đã nêu lên. Và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ép Liên minh châu Âu, mấy ông châu Âu này phải chi tiền nhiều hơn mà cựu Tổng thống Trump đã điều nêu lên. Nên là cái vấn đề, cái đường lối chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump nó cũng sẽ làm thiệt hại ít hay nhiều về vấn đề của Ukraine, về vấn đề viện trợ. Thì theo cái đường lối suy nghĩ của các quý vị, một là chúng ta hy sinh cái nền kinh tế của đất nước Mỹ để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, hay là chúng ta buông bỏ Ukraine để cứu cái nền kinh tế Mỹ? Các quý vị chọn cái nào? Một là các vị hy sinh cái nền kinh tế của Mỹ để tiếp tục hỗ trợ không ngừng cho cái cuộc chiến tranh dài bền vững ở tại Ukraine. Hai là các vị buông bỏ Ukraine để các vị cứu cái nền kinh tế Mỹ. Nó khó lắm. Nó khó lắm. Nguyên nói thật sự với các vị chọn cái nào? Ủng hộ Ukraine hay là cứu kinh tế Mỹ? Các vị cứ chọn đi. Không, Nguyên nói là khó lắm. Cái quan điểm này nó rất là khó, vì ai cũng có cái quyền lợi mà mình đấu tranh riêng hết. Mà Nguyên biết cái câu hỏi này nó rất là đau. Nhiều khi trong lòng mình cũng muốn giúp đỡ Ukraine, nhưng mà bởi vì kinh tế nó quá chặt hẹp. Nó quá chặt hẹp. Nên tại sao á, bây giờ ở tại Mỹ á, cái vấn đề bỏ phiếu Ukraine là cái tâm điểm. Cái tâm điểm nó khổ là chỗ đó đó. Nên là bây giờ cái đợt này nó khó lắm. Cái đợt này mà đảng Dân Chủ đặt cược về vấn đề là ủng hộ Ukraine, đảng Cộng Hòa đặt cược về vấn đề kinh tế. Nên là cái dáng cược này nó rất là sát. Mà Nguyên thấy trong diễn đàn chúng ta thì Nguyên thấy 50-50 rồi đó, thấy không? Các người thấy không? Có nghĩa là nó khó như vậy đó. Nó khó lắm. Nó khó vô cùng. Nên là cái điều này nó là một cái điều phải nói là Ukraine đang phải vượt qua năm 2024 mới được. Nếu mà Ukraine có thể vượt qua năm 2024 thì chúng ta mới thấy cái tương lai Ukraine có sáng hay không. Nếu mà Ukraine không vượt qua được năm 2024, những cái bầu cử ở tại nhiều quốc gia trên thế giới mà nó có một cái xu hướng bớt hỗ trợ cho Ukraine, thì Nguyên nghĩ là Ukraine sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Rất là nhiều khó khăn. Nên là chúng ta sẽ chờ xem coi cái biến cố như thế nào. Nguyên chỉ làm một cái khảo sát trong diễn đàn để cho các quý vị thấy được cái sự khó khăn, cái sự quyết định của chúng ta trong những ngày kế tiếp ra sao. Và cái sự quyết định của chúng ta nó ảnh hưởng trực tiếp đến định mệnh của Ukraine. Định mệnh của Ukraine. Vậy thì bên nào đúng, bên nào sai? Không có bên nào đúng, bên nào sai hết. Trong Nguyên nói một câu, ai cũng có cái ưu tiên đặc biệt. Vì con người chúng ta ai cũng có một cái giới hạn của nó. Mỗi cái giới hạn nó khác nhau. Cũng giống như Nguyên cũng đã từng nói, Nguyên cũng không phải là người vĩ đại. Nguyên cũng có cái giới hạn của mình. Nguyên cũng có những sự ưu tiên của mình.
vấn đề Việt Nam và Campuchia, Nguyên đã từng nêu lên cái bài bình luận ngày hôm qua. Nguyên là người Việt thì Nguyên bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam. Những người Campuchia họ cũng có quyền bảo vệ cái chủ quyền của họ. Và đó là cái quan điểm và cái ưu tiên và chúng ta bảo vệ mà thôi. Nên là Nguyên không chỉ trích các quý vị là ủng hộ ai cả. Đó là quyền quyết định và cái sự suy nghĩ cá nhân của các quý vị.